Theo bạn, điều gì làm nên một cuộc đời ý nghĩa? Chính là bạn. Vậy thì, điều gì tạo nên bạn? Nhà văn John Dryden, người từng thống trị nền văn học của nước Anh ở thế kỷ 17 đã nói thế này. Đầu tiên, chúng ta tạo ra thói quen, sau đó thói quen hình thành chúng ta. Dù ở thời đại nào, nhận định này vẫn luôn đúng. Thói quen là nền tảng nhân cho tất cả quả của bạn. Nhưng có một điều thú vị là trở nên quen thói thì rất là dễ. Nhưng còn thói quen thì con người ta vẫn luôn gặp trở ngại với nó ở bất kỳ mốc thời gian nào của nhân loại. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quy tắc 1%, sức mạnh của việc tốt hơn 1% mỗi ngày. Trong một khoảng thời gian, nó sẽ mang lại cho bạn điều gì? Thói quen tốt không phải là thứ gì đó xa tầm với như bạn vẫn nghĩ, mà bạn hoàn toàn có thể chinh phục nó dễ dàng hơn. Trước khi đến với phần hay nhất, một kỳ tích thần kỳ nhờ áp dụng quy tắc 1% này, thì chúng ta hãy tìm hiểu xem quy tắc đó là gì đã. Đến đây, bạn có thể tăng tốc độ xem lên 1.25 để có thể tiết kiệm thêm thời gian quý báu của mình. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Nhà bác học Einstein đã nói về quy tắc cộng gộp của lãi kép, được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Tiền bạc của bạn sẽ tăng theo cấp số nhân nếu bạn biết cách tận dụng sức mạnh cộng gộp. Với thói quen, nó cũng có mô thức cộng gộp tương tự như vậy. Thói quen là lợi nhuận cộng gộp của sự cải thiện bản thân từng ngày của bạn. Giờ, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy 1% bé nhỏ này sẽ quyết định tất cả. Nếu bạn đặt ra mục tiêu hình thành một thói quen nào đó, thì việc tạo ra sự cải thiện 1% mỗi ngày trong dài hạn là rất đáng kể. Chúng ta hãy cùng tính toán một tí. Nếu bạn có thể đạt được 1% tốt hơn mỗi ngày trong vòng 1 năm, 1 cộng 1% bằng 1,01. Và cứ thế, lũy tiến lên như lãi gộp trong 365 ngày. Và bạn sẽ có được kết quả tốt hơn, đến gần 38 lần so với ban đầu khi bạn đã hoàn thành. Chưa hết, giờ chúng ta quan sát sâu hơn một tí. Trong 183 ngày của 6 tháng đầu, khi bạn cải thiện 1% mỗi ngày, thì nó chỉ giúp bạn tốt hơn khoảng 6 lần. Nhưng điều đáng nói là, trong vòng 6 tháng tiếp theo, nó lại đột phá, tạo ra thêm cho bạn hơn 31 lần nữa. Nghĩa là, gấp hơn 5 lần so với 6 tháng đầu tiên. Thế nên, thật là sai lầm khi vội bỏ đi một thói quen nào đó, khi bạn chỉ mới thực hiện nó được khoảng 2-3 tháng đầu mà chưa thấy nhiều cải thiện từ đó. Và tỷ lệ này nó sẽ còn tăng thêm gấp bội nếu bạn có thêm 365 ngày khác và 365 ngày khác nữa. Ngược lại, nếu mỗi ngày bạn tệ hơn 1% thì trong một năm bạn sẽ sụt giảm xuống gần như là bằng không. Sau 365 ngày, bạn chỉ còn 0,025. Nhưng trong thực tế nó là con số âm. Xét trên phương diện toán học, nếu bạn làm phép trừ thì con số này đã âm rất nhiều lần rồi, chứ chưa nói đến là chúng ta đang dùng đến phép lũy thừa. Ngoài ra, bạn sẽ còn bị mất thêm chi phí thời gian, chi phí cơ hội, đủ các loại chi phí. Do đó, mỗi ngày chỉ cần tệ đi 1% thôi, bạn đang bị tụt hậu rất xa về sau. Sau một năm, các bạn có thể thấy rằng sự khác biệt giữa hai pha cộng 1 và trừ 1% lại mang đến hơn 151.000% khác biệt. Một con số rất đáng để bạn suy ngẫm. Nên mới có những người bạn lâu năm gặp lại nhau, ta sẽ nghe những câu đại loại như là: "Dạo này, bạn tôi khác xưa nhiều quá." Đó là bởi vì họ không biết rằng, thành bại đều ở 1% nhỏ nhặt này. Tôi phải nhấn mạnh với bạn rằng, đây là quy tắc gốc cực kỳ quan trọng, làm nền tảng cho mọi thứ bạn đang và sẽ có. Tôi đố bạn có thể tìm thấy ai thực sự thành công mà không áp dụng quy tắc này. Khi bạn đã có một nhận thức đầy đủ hơn về quy tắc 1%, bạn sẽ thành công nhanh chóng hơn nhiều so với việc chỉ cố gắng trong vô thức. Tác giả James Clear trong cuốn sách Thói quen nguyên tử đã nói rằng: "Thói quen tốt biến thời gian thành đồng minh của bạn, còn thói quen xấu thì biến thời gian thành kẻ thù." Thật không may là tốc độ chuyển biến chậm lại là điều kiện thuận lợi cho thói quen xấu trượt dài. Việc tốt nhỏ thì lại luôn bé hơn việc xấu nhỏ rất nhiều lần. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng mà đôi lúc 100 trừ cho 1 lại bằng 0. Ăn thêm chút nữa cũng không sao mà, mai tập thể dục cũng được mà. Nếu hôm nay bạn ăn một bữa kém lành mạnh thì kim đo của cái cân không dịch chuyển nhiều mấy. Nhưng sau một thời gian bạn làm 100 việc không tốt thì đôi khi đến 1.000 việc tốt cũng không bù đắp lại được. Đơn giản là vì năng lực phá hoại của chúng ta là không gì sánh bằng. Nên tốt hơn hết, hãy bắt đầu với năng lực xây dựng, năng lực trồng trọt của bạn. Bởi vì đưa ra một quyết định tốt hơn 1% hay tệ hơn 1% dường như vô nghĩa tại lúc này. Nhưng trải qua một thời gian dài, nó có thể tạo nên cả một đời người. Vì thế,
bạn đừng xem thường những thứ nhỏ nhặt. Thời điểm quay đầu tốt nhất là 10 năm trước. Thời điểm quay đầu tốt thứ hai là ngay bây giờ. Vậy nên quay đầu là bờ bạn nha. Để tránh vướng vào 71% này, bạn nên quan tâm quỹ đạo hiện giờ của mình hơn là kết quả hiện tại. Nếu bạn muốn dự đoán điểm đến của mình, điều cần làm chính là lần theo đường cong quỹ đạo của các cộng 1 và trừ 1 của bạn mỗi ngày. Và tiên đoán xem những lựa chọn hàng ngày của bạn lặp lại sau 1, 2, 3, 4 năm hay 10 năm nữa sẽ như thế nào? Sức khỏe nè, tài chính nè, gia đình, công việc hay sự nghiệp của bạn 5-10 năm nữa nó sẽ nở hoa hay là bế tắc? Lưu ý là quá trình cộng gộp của bạn sẽ luôn có độ trễ. Hãy nhẫn nại để chờ nhận quả của mình. Quả đắng hay quả ngọt thì tùy vào lựa chọn của bạn. Giờ, ta đến với phần hay nhất, thực tế nhất của đoàn đua xe đạp British Cycling của nước Anh. Từ năm 1908, các tay đua Anh chỉ giành được duy nhất một huy chương vàng ở các kỳ Thế vận hội Olympic. Còn trong giải đua xe đạp nổi tiếng nhất thế giới, Tour de France vòng quanh nước Pháp, thì trong 110 năm nay, không có tay đua Anh nào thắng được giải này. Họ kém tới nỗi các hãng châu Âu không thèm bán xe đạp cho đội tuyển này vì sợ bị làm giảm uy tín. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, số phận của họ đã thay đổi vào 2003 khi David Swerford đến trở thành giám đốc hiệu năng với kỳ vọng đưa British Cycling lên đỉnh. Ông đề xuất một ý tưởng gọi là lợi ích cộng gộp, cải thiện vi tiểu trong mọi thứ họ làm bằng cách chia nhỏ từng thứ ra và cải thiện mỗi mẫu nhỏ chỉ 1% từng ngày. Ví dụ như là thiết kế lại yên xe sao cho dễ chịu hơn, mặc quần đùi gia nhiệt duy trì nhiệt độ lý tưởng, dùng cảm biến để giám sát phản ứng của các vận động viên. Họ thử nghiệm các loại gel xoa bóp để giúp cơ phục hồi nhanh hơn. Họ thậm chí còn thuê cả bác sĩ về hướng dẫn rửa tay để giảm thiểu nguy cơ bị cảm cúm. Rồi họ còn chọn loại gối và nệm mang đến giấc ngủ ngon nhất cho các tay đua. Vân vân và mây mây. Khi tất cả hàng trăm cải thiện nhỏ nhặt này tích tụ lại, thì kết quả ập đến, nhanh hơn tưởng tượng của bất kỳ ai. Chỉ 5 năm sau khi ông Bresford nắm quyền, đội tuyển Anh giành được 60% huy chương vàng của bộ môn xe đạp tại Beijing Olympic Bắc Kinh 2008. 4 năm sau tại Olympic London 2012, họ đã nâng tầm bản thân của mình bằng 9 kỷ lục Olympic và 7 kỷ lục thế giới. Cùng năm đó, Bradley Wiggins trở thành cua rơ người Anh đầu tiên trong 110 năm, tính cho đến 2012, đi vào lịch sử của nước Anh lần đầu tiên thắng giải Tour de France. Năm tiếp theo 2013, đồng đội của anh là Chris Froome cũng thắng giải Tour de France này, và rồi anh ấy tiếp tục thắng liên tiếp trong những năm từ 2015 đến 2017, giúp người Anh tạo nên một kỳ tích 5 lần thắng giải Tour de France chỉ trong 6 năm so với việc là trong 110 năm liền không có giải nào. Còn tính về thành tích thập kỷ, trong 10 năm 2007 tới 2017, các tay đua nước Anh vô địch thế giới 178 lần và giành được 66 huy chương vàng Olympic, Paralympic và 5 lần quán quân Tour de France. Vậy đó, từ một con số không tròn trĩnh, người Anh đã kiên trì bỏ từng phần trăm một vào để tạo nên kỳ tích trên. Đó không thể là may mắn nếu như họ vẫn làm theo cách cũ. Rõ ràng, nước Anh là cường quốc của thế giới, nhưng thậm chí là một cường quốc, một gã khổng lồ. Nếu như họ tư duy sai cách, thì sẽ tiếp tục bị 1% bé nhỏ này hạ gục. Như cách mà mũi tên cỏn con của Paris đã giết chết chiến thần Achilles trong câu chuyện thành Troy. Vậy, còn bạn thì sao? Nếu như bạn đang là một con số không, thì có lẽ bài học này chính là chiếc đũa thần mà bạn cần phải nghiền ngẫm, hành động và cuối cùng là hãy tạo nên một kỳ tích cho riêng mình. Và vấn đề ở đây chỉ là sự nhất quán, sự kiên trì dài hạn với quỹ đạo dương 1% của mình. Nhưng không phải ai cũng làm được điều này. Vậy để vượt qua những chướng ngại này, tôi sẽ tiết lộ thêm một bí mật với bạn. Bạn cần phải thay đổi căn tính của mình, chứ không phải là tập trung vào kết quả đầu ra. Đây chính là vòng tròn bí mật về thay đổi hành vi của chúng ta. Bạn có thể xem vòng tròn bí mật này ở bài học tiếp theo để củng cố thêm phần căn tính của mình. Cuốn sách Thói quen nguyên tử này là một cuốn sách rất quan trọng về nền tảng gốc rễ của thói quen. Bạn nên sở hữu nó để tìm hiểu thêm. Đây là phiên bản mới, đã phát hành hơn 2 triệu bản và cuốn sách rất nổi tiếng ở nước ngoài. Và ở Việt Nam thì chưa có nhiều đơn vị phát hành lại, và tôi có để link ở bên dưới. Và chủ đề thói quen là một chủ đề cực kỳ lớn và cực kỳ quan trọng, vì thế tôi chưa thể nào truyền đạt trọn vẹn nó trong một video ngắn ngủi mà phải cần thêm vài video nữa. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ xem đầy đủ bộ video về thói quen của tư duy ngược. Bởi vì cho đến cuối cùng thì sự khác biệt giữa một cuộc sống tích cực và một cuộc sống không tích cực cũng chỉ là thói quen. Tất cả bắt đầu từ 1%, và 1% mỗi ngày cũng là tất cả. Chúc cho bạn là một người có thói quen hơn là một người quen thói. Nếu bạn cần tài liệu một trang PDF của quy tắc 1% này để tiện xem lại những điểm chính, hãy comment email của bạn bên dưới và chúng tôi rất sẵn lòng để gửi cho bạn tài liệu này. Có lẽ bạn cũng chưa thật sự rõ ràng
rằng tại sao chỉ với sự cải thiện vi tiểu 1%, mà đội xe đạp Vương quốc Anh lại tạo ra được kỳ tích ngoạn mục như vậy ở video trước. Giờ chúng ta hãy cùng mổ xẻ ca này kỹ lưỡng hơn. Bạn cần phải học cách làm quen với các con số ở mức cơ bản. Điều này rất quan trọng vì bộ não của chúng ta cực kỳ thích chúng. Như đã nói, đội đua Anh đã chia nhỏ và cải thiện 1% từng khía cạnh một. Lưu ý là từng khía cạnh một. Hay nói cách khác, họ đã tối ưu hóa toàn bộ quy trình của họ. Giả sử việc tập luyện của họ bao gồm 5 bước và họ tăng hiệu suất của từng bước lên 10%. Ai cũng có thể làm được điều này, đặc biệt là một đội tệ như họ lúc bây giờ. Nào là kem xoa bóp, lốp xe, đồ gia nhiệt, giấc ngủ. Ta sẽ có một phép toán hiệu suất cộng gộp như sau. 1 cộng 10% mũ 5 tổng số các bước bằng 1,6 lần. Vậy là họ có được thành quả cao gấp 1,6 lần, hay tăng thêm 60% so với ban đầu. Nhưng bạn có nhớ rằng đội Anh đã có đến hàng trăm cải thiện nhỏ nhặt gộp lại với nhau? Thật sự hiếm có tổ chức nào cần mẫn với hàng trăm cải thiện như vậy. Cùng với phép toán đó, nhưng lần này mũ lên 100 lần cho 100 bước khác nhau thì nó sẽ ra là 13.780 lần. Và đây chỉ là cải thiện kép trong một chu kỳ họ thực hiện. Nhưng họ đâu chỉ tăng trưởng 10%, mà sẽ liên tục cải thiện từng ngày lên 20% hoặc 35%. Họ tích lũy không ngừng nghỉ những cải thiện nhỏ này trong 5 đến 10 năm. Cứ thế, kép mẹ đẻ kép con trong nhiều năm liền. Kết quả là tạo nên một con số mà bạn không thể tưởng tượng ra được. Tương tự như kỳ tích đã gây chấn động cả làng đua xe đạp thế giới của họ. Việc chúng ta tính toán chỉ mang tính tương đối. Bạn có thể tưởng tượng về thói quen giống như quy tắc bó đũa. Một người trong 10 ngày họ chỉ trong vô thức tạo ra được 2 chiếc đũa và có thể bị bẻ gãy bất kỳ lúc nào. Còn một người khác thì họ liên tiếp đều đặn tạo ra 15 chiếc đũa trong vòng 10 ngày. Và giữa 2 và 15 là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Và khi người này liên tiếp tạo ra được 100 chiếc đũa, 200 chiếc đũa thì lúc này mọi thứ sẽ bắt đầu bùng nổ. Và đó chính là kết quả của sự nhất quán, tập trung và kiên trì. Tôi cũng đã rất may mắn trải nghiệm được cái cảm giác vi diệu này. Có một sự chuyển biến gì đó rất tinh tế diễn ra bên trong của bạn. Và có rất nhiều điều lạ lẫm xảy đến với bạn. Rất khó để mô tả được cảm giác này trừ khi bạn là người trực tiếp trải nghiệm nó. Và việc tối ưu hóa từng bước trong quy trình cũng là cách mà tôi đang áp dụng vào để cải thiện công việc hàng ngày của mình. Và tôi cũng hy vọng rằng bạn sẽ áp dụng cái sự cải thiện vi tiểu này một cách có ý thức vào trong từng bước, từng quy trình trong công việc hàng ngày của bạn. Hãy quan sát nó, chia nhỏ nó ra và hãy sẵn sàng lao vào, ăn thua đủ với nó một cách đều đặn. Rồi bạn sẽ thấy được hiệu quả rõ rệt của nó sau một thời gian. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với bạn một cách để bắt đầu bất kỳ một thói quen nào. Đây là cách để chúng ta bắt đầu một thói quen nào đó ngay từ ban đầu. Đọc một cuốn sách nghe sao mà lười quá. Hít đất 30 cái nghe sao mà nặng nề quá. Nhưng khi bạn bắt đầu nhỏ, đọc chỉ 2 trang sách trong 2 phút, hít đất 5 cái trong 15 giây, sự lười biếng ngay lập tức biến mất. Như định luật Newton đã nói, khi một vật bắt đầu chuyển động, nó sẽ có xu hướng duy trì trạng thái chuyển động đó. Hãy đặt ra những mục tiêu mà không đòi hỏi quá nhiều ý chí. Những mục tiêu mà có khả năng trở thành nỗi xấu hổ của bạn khi bạn không chịu thực hiện nó. Điều thú vị là, khi bạn đã đọc được 2 trang sách, bạn lại muốn đọc thêm 3 trang nữa. Bạn chống đẩy được 5 cái, bạn lại muốn làm cho đủ 10 cái. Quan trọng là bạn quyết định đưa mình vào vùng phải hành động. Sau đó lực quán tính sẽ xuất hiện để trợ lực cho bạn. Từ việc bắt đầu nhỏ này mà bạn bắt đầu gặt hái được những chiến thắng nhỏ. Đúng như Lý Tiểu Long đã nói, hãy bằng lòng chứ đừng thỏa mãn. Những chiến thắng nhỏ sẽ làm bạn hào hứng để tiếp tục nâng cao thành tích của mình. Khi cái tôi của chúng ta được củng cố thường xuyên với những chiến thắng nhỏ, ta sẽ luôn khao khát trở nên tốt hơn mỗi ngày. Nãy giờ tôi chỉ nói toàn là điều tốt. Bây giờ tôi xin đề cập đến một điều không tốt lắm trước khi kết thúc video này. Đối với thói quen tốt, kết quả tức thời của nó có thể chẳng dễ chịu gì, nhưng thành quả trì hoãn lại cực kỳ ngọt ngào. Đó là sự dễ chịu trong dài hạn. Tình xấu là đối với thói quen xấu thì ngược lại hoàn toàn. Hậu quả thì bị trì hoãn, còn phần thưởng có ngay tức thời. Vậy bạn sẽ là người chọn phần thưởng trì hoãn bên trên hay phần thưởng tức thời bên dưới? Cá nhân tôi sẽ đấu tranh để chọn phần bên trên trước tiên, và thỉnh thoảng chỉ dám rón rén sang phần bên dưới vui chơi một tí, vì tôi học được rằng những thành quả, những hoa trái trong cuộc sống này đều nằm ở phần thưởng trì hoãn. Ban đầu thì tôi có thấy khó chịu thật, nhưng sau khi quan sát mọi người đã hưởng thụ xong những phần thưởng tức thời, bao gồm cả những tác dụng phụ của nó, thì tôi lại thấy rằng đúng là phần thưởng trì hoãn nó tốt hơn rất nhiều lần. Bạn càng tìm kiếm sự khó chịu thì bạn lại càng thấy dễ chịu. Càng làm khó mình ở hiện tại thì về sau lại càng được dễ dàng hơn. Nghe hơi ngược ngạo, nhưng nó lại rất đúng trong trường hợp này. Điều này quả thật không dễ, nhưng tôi mong rằng qua video này, bạn sẽ có ý chí và lý trí hơn để chúng ta cùng nhau xây dựng nên bên trong mình những giá trị tốt đẹp. Bởi vì
dặm cuối luôn là dặm mà ít người đi đến nhất. Ít người hơn nghĩa là ít cạnh tranh hơn và nhiều phần thưởng hơn. Bí quyết ở đây chỉ là hãy nhẫn nại hơn một tí, kiên trì với những mục tiêu nhỏ mỗi ngày và đều đặn bỏ vào 1%. Tôi may mắn được biết đến rất nhiều người và tổ chức chỉ nhờ vào quy tắc này mà họ đã lội ngược dòng thành công. Vạn giảm bắt đầu từ một bước chân đầu tiên. Chúc cho bạn sẽ ngược dòng thành công. Có bao giờ bạn tự thắc mắc rằng tại sao những thói quen xấu lại rất dễ hình thành, nhưng còn những thói quen tốt như tập thể dục, đọc sách, thức dậy sớm, ăn uống lành mạnh thì ta lại phải cần dùng đến rất nhiều ý chí của bản thân? Tuy nhiên, sau khi ý chí của chúng ta đã cạn kiệt, thì lúc này chỉ còn lại ta với nỗi nồng nàn. Nếu bạn đang mắc phải tình huống này thì có lẽ là bạn đã cố thay đổi thói quen sai cách. Bên cạnh quy tắc 1% để xây dựng thói quen, thì ba vòng tròn bí mật về thay đổi hành vi này sẽ gia cố nền móng vững chắc cho các thói quen nguyên tử của bạn. Ở lớp đầu tiên ngoài cùng là kết quả đầu ra. Liên quan đến kết quả, ví dụ như giảm được 10 cân, giành chức vô địch, đây là những điều bạn muốn có, là cách mọi người nhìn nhận bạn. Lớp thứ hai là quá trình liên quan tới thói quen của bạn. Ví dụ như là kế hoạch rèn luyện mới, chế độ ăn kiêng mới, đây là hành vi và hành động bạn làm. Lớp thứ ba sâu nhất là căn tính, liên quan đến niềm tin, thế giới quan của bạn, là con người bạn muốn trở thành. Đây chính là cái bạn tin. Đến đây, phương hướng thay đổi của bạn, nó sẽ đóng vai trò cốt lõi. Nhiều người bắt đầu quá trình thay đổi thói quen theo hướng tập trung vào cái họ muốn đạt được, dẫn đến thói quen dựa trên đầu ra, chiều từ ngoài vào. Nhưng thực tế, hướng bền vững hơn là tập trung vào con người bạn muốn trở thành, bằng việc xây dựng thói quen dựa trên căn tính, hướng từ trong ra. Ví dụ khi chúng ta hỏi hai người đang cai thuốc, ta sẽ nhận được hai câu trả lời khác nhau. Người thứ nhất nói rằng, không, cảm ơn, tôi đang cố cai thuốc. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng trong thâm tâm người này vẫn tin rằng mình là một người hút thuốc và đang cố gắng trở nên khác đi. Họ hy vọng rằng hành vi ở lớp thứ hai sẽ thay đổi, trong khi vẫn giữ niềm tin cũ ở lớp thứ ba trong cùng. Còn người thứ hai thì nói rằng, không cảm ơn, tôi không hút thuốc. Tuy đây chỉ là một khác biệt nhỏ, nhưng câu nói này là dấu hiệu cho thấy một sự chuyển đổi lớn trong căn tính, rằng thói quen hút thuốc cũ không còn trong cuộc sống mới của họ nữa. Hay nói cách khác, người thì chỉ cải thiện ngoài da, và người còn lại thì thay đổi đến tận xương tủy. Khi hành vi của chúng ta không tương thích với căn tính, thì hành vi và thói quen đó sẽ không bền vững. Tôi là kiểu người muốn điều này, khác rất xa với tôi chính là kiểu người này. Đằng sau mỗi hành vi, hành động của bạn đều có một hệ thống niềm tin. Rất khó để thay đổi hành vi nếu như bạn không thay đổi các niềm tin bên dưới đó trước. Bởi vì đỉnh cao của thay đổi hành vi chính là thay đổi căn tính. Bạn có thể có một mục tiêu mới, một kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó, nhưng đến khi nào con người bạn vẫn chưa tương thích với hai thứ này, sẽ rất khó để bạn duy trì được thói quen của mình. Khi hành vi và căn tính của bạn trở nên nhất quán, bạn sẽ không cần phải theo đuổi việc thay đổi hành vi nữa. Đây là một trong những luận điểm rất quan trọng trong cuốn sách Thói quen nguyên tử, Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ của tác giả James Clear. Giờ ta sẽ tìm hiểu thế nào để thay đổi căn tính thông qua 3 bước sau. Đầu tiên, quyết định kiểu người bạn muốn trở thành. Bạn muốn hình tượng nào trong cuộc sống? Bạn muốn trở thành mẫu người nào? Hay nói có vẻ lớn lao hơn là bạn muốn đấu tranh cho điều gì? Nguyên tắc sống và giá trị của bạn là thứ cần được nhắc đến ở đây. Sẽ hiệu quả hơn khi bạn viết nó xuống, để bạn có thể nhìn đi nhìn lại con người của bạn. Bước thứ hai, chứng minh với bản thân bằng những chiến thắng nhỏ dựa trên kế hoạch của bạn. Tôi đã dành riêng một video nói về việc bắt đầu nhỏ và chiến thắng nhỏ ở video góc trên màn hình. Đây là phần rất quan trọng. Và khi bạn gặp trở ngại trên con đường chinh phục thói quen, bạn sẽ cần đến bước thứ ba, độc thoại nội tâm, để củng cố cho hai bước trên. Trong bước này, câu hỏi chính là kim chỉ nam. Trong ba bước, thì bước 1 và bước 2 sẽ được cá nhân hóa riêng đối với mỗi người. Do đó, ta hãy đi sâu vào tìm hiểu bước thứ ba. Giờ hãy tưởng tượng là bạn đang chạy bộ, chỉ còn vài cây số nữa là kết thúc mục tiêu bạn đặt ra, nhưng bạn lại đang rất mệt. Lúc này thay vì bỏ cuộc, bạn hãy đồng bộ lại căn tính của con người mà bạn muốn trở thành ở bước 1. Cá nhân tôi sẽ liên hệ hình ảnh chạy bền này như là những giới hạn bản thân mà một người thành công buộc phải chinh phục. Tôi sẽ tự độc thoại rằng, mình đang thực sự rất rã rời. Nhưng nếu là một vận động viên thực thụ hay một người thành công, họ sẽ làm gì vào lúc này? Tôi sẽ hình dung ra hình ảnh của họ và mô phỏng con người và tinh thần của mình tương tự như vậy. Chắc chắn là sự độc thoại và mô phỏng như vậy sẽ thúc đẩy cho bạn tiến lên và vượt qua giới hạn của bản thân. Tuy nó sẽ khiến bạn khó chịu rất nhiều, nhưng khi bạn hoàn thành, một cảm giác hưng phấn sẽ chạy xuyên khắp người bạn. Đây chính là một dạng phần thưởng trì hoãn, khổ trước, sướng sau. Nhưng nếu các loại niềm tin này không đồng bộ với hành động bạn đang làm, bạn sẽ nói rằng, ôi, mình có phải vận động viên gì đâu, đây không phải gu của mình, chạy vậy là ngon rồi. Đây là một dạng thỏa mãn tức thời, nhưng tác dụng phụ của nó là làm suy giảm cái tôi của bạn,
bạn sẽ trở nên dễ dãi hơn, chai lì hơn và sẽ nhanh chóng loại bỏ thói quen này hơn. Còn dạng phần thưởng trì hoãn sẽ khiến bạn tự hào và không ngừng thúc đẩy bản thân tiến lên, tạo nên một sự kết dính bền chặt hơn với thói quen bạn đang sở hữu. Do đó, xác định rõ ràng bạn là ai rất quan trọng. Mục tiêu không phải là đọc một quyển sách, mục tiêu là trở thành một người đọc sách. Mục tiêu không phải là tập thể dục, mục tiêu là trở thành một người luôn coi trọng sức khỏe. Bạn sẽ thấy cả hai vế của hai câu trên là một vòng lặp phản hồi, luôn hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Nhưng căn tính của chúng ta sẽ được bộc lộ rõ hơn nếu bạn tập trung vào vế thứ hai. Có đôi khi bị cuốn xoay trong guồng quay công việc, tôi đã bỏ bê những thói quen của mình trong vài ngày. Nhưng nhờ vào vế thứ hai này, nhờ vào căn tính gắn liền với thói quen đó, nó đã ăn vào máu của tôi và giúp tôi dễ dàng quay trở lại với sự điều độ vốn có của mình. Thói quen của bạn sẽ định hình căn tính, và ngược lại, căn tính sẽ định hình thói quen. Đây chính là con đường hai chiều. Hình thái tối cao nhất của động lực nội tại là khi một thói quen trở thành một phần trong căn tính nhận dạng của bạn. Có thể lúc mới bắt đầu, thứ giúp duy trì một thói quen là động lực, nhưng lý do duy nhất giúp bạn kiên trì được với nó chính là khi thói quen ấy đã trở thành một phần căn tính của bạn. Bởi vậy các cụ hay có câu nói, làm bằng niềm tin à, đó có sai. Nên khi mọi người hỏi tôi rằng, sao tôi thấy cậu tạo ra được thói quen nó hay vậy? Câu trả lời của tôi là niềm tin. Khi bạn thay đổi niềm tin trong căn tính của bạn, bạn có thể làm được bất cứ thứ gì. Hãy xem những gì đội tuyển U23 Việt Nam đã làm được. Khi cả đất nước Việt Nam này xem họ là những người anh hùng của dân tộc, khiến họ tự hào vì màu cờ sắc áo. Khi hành vi đã tương thích với niềm tin, thì khi đó 1 cộng 1 không chỉ bằng 2 nữa, mà có thể lớn hơn rất nhiều. Một con số không thể đong đếm được. Đó chính là sức mạnh của niềm tin. Hãy rèn luyện khả năng thuần hóa được những chú ngựa thói quen, thay vì bị sự quen thói làm cho tha hóa. Chúc cho bạn áp dụng triệt để vòng tròn thay đổi hành vi này để tạo nên những thói quen nguyên tử trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn cần tài liệu một trang PDF của video này để tiện xem lại những điểm chính, hãy comment email của bạn bên dưới và chúng tôi rất sẵn lòng để gửi cho bạn tài liệu này. Làm thế nào để kiên trì và xây dựng được kỷ luật bản thân? Nếu bạn đang mắc phải tình trạng làm gì cũng chóng chán, làm gì cũng bỏ giữa chừng, thì đây là câu trả lời dành cho bạn. Giờ bạn hãy lấy một cuốn tập, chia ra làm hai cột, ghi xuống hai chữ, được và mất. Điều đầu tiên bạn cần làm là xác định được và mất của một mục tiêu nào đó bạn đã đặt ra mà không thực hiện, một cách thật chi tiết, đầy cảm xúc, với số liệu cụ thể, rõ ràng. Bạn phải xác định được cái giá bạn phải trả. Nào là sống chật vật trong suốt 60 năm, không có thời gian cho gia đình, người thân ốm đau. Thường sau khi mọi người làm xong danh sách này, thì họ luôn kinh hãi với cái giá mà họ phải trả nếu họ bỏ cuộc. Nhưng trong thực tế, đây chính là tin tốt. Với điều kiện bạn có thể biến nỗi sợ hãi trở thành một người bạn. Theo thuyết tiến hóa của Darwin, nỗi sợ hãi là một trong những ưu điểm tuyệt vời nhất của các chủng loài biết tiến hóa. Bởi quy luật của tự nhiên sẽ loại bỏ những cá thể không biết sợ. Và tôi dám cá với bạn rằng, người thành công luôn chủ động sợ nhiều hơn những người bình thường. Đó là lý do tại sao số ít này luôn luôn tiến hóa tốt đến như vậy. Sự thật này có thể không dễ chịu gì, nhưng bạn cần phải biết một góc nhìn khác về nỗi sợ, để có thể tận dụng nó như một nguồn lực tốt thay vì sợ chúng. Bây giờ, bạn hãy để danh sách được và mất này ở một nơi nào đó bạn có thể thường xuyên nhìn thấy nó, tiện đem nó theo bên mình. Có thể bạn đã từng làm cách này, và có thể bạn cũng đã thành công, nhưng đáng tiếc là cũng có rất nhiều người đã bỏ cuộc giữa chừng. Bây giờ, chúng ta hãy nâng cấp lên một tí. Bạn hãy thiết lập một sự ưu tiên dành cho nỗi sợ của bạn. Lấy ví dụ, bạn đặt ra mục tiêu thức dậy vào lúc 5:30 sáng, thì khi chuông báo thức reng lên, bạn không dành cho nó sự ưu tiên. Bạn ngủ thêm 10 phút, 20 phút, và kết quả là 1-2 tiếng sau bạn mới thức dậy. Một trường hợp khác, khi chuông báo thức reng lên vào lúc 5:30, và mục tiêu của tiếng chuông báo thức này chính là một bài thi hay là một chuyến bay nào đó quan trọng của bạn, vậy thì lần này chắc chắn bạn sẽ bật dậy ngay lập tức, bởi vì sự cấp bách của nó làm cho bạn quá sợ hãi. Vậy là cùng hai trường hợp thức dậy nhưng mức độ về ưu tiên khác nhau sẽ sinh ra kết quả khác nhau. Và đây cũng chính là cách bộ não của chúng ta ưu ái những nỗi sợ ngắn hạn mà quên đi rằng chính những nỗi sợ dài hạn mới gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn rất nhiều. Do đó, bạn cần phải tái lập trình lại bộ não của mình. Hãy làm sao mà khi bạn theo đuổi một mục tiêu nào đó, bạn phải mô phỏng được sự cấp bách của nó đủ để làm cho bạn phải bật dậy ngay lập tức hay là phải dừng ngay sự trì hoãn của bạn. Hãy tìm cách để liên kết những động lực và nỗi sợ hãi của bạn trong danh sách được và mất của mình. Và từ đó bạn hãy phóng đại nó lên, hãy làm cho nó xuất hiện ngay trước mặt bạn và làm cho nó càng cấp bách bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu. Đến đây, chúng ta đã có một bước khởi đầu khá tốt. Nhưng nếu dừng ở đây, xác suất cao là bạn vẫn sẽ phải bỏ cuộc sau vài tuần. Vì chúng ta vẫn còn thiếu một nguyên liệu rất quan trọng. Để theo đuổi bất kỳ một mục tiêu dài hạn nào đó, hãy tạm quên đi mục tiêu và tập trung vào hệ thống. Mục tiêu là về các kết quả bạn muốn có,
Còn hệ thống là quy trình bạn thực thi để dẫn đến kết quả đó. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản như sau. Giả sử bạn đặt ra mục tiêu dọn dẹp căn phòng bừa bộn của mình và bạn gom hết động lực, ra sức dọn dẹp căn phòng đó và làm cho nó ngăn nắp trở lại. Vậy là bạn đã đạt được mục tiêu. Nhưng mà sau vài ngày, nó lại nhanh chóng trở nên bừa bộn như cũ à. Bởi vì phần nhân cốt lõi ở đây chính là sự bê bối mang tính hệ thống của bạn. Nó đã dẫn đến kết quả căn phòng bị bừa bộn, chứ không phải vấn đề nằm ở việc là bạn đi dọn căn phòng đó. Do đó, bạn cần phải lên một hệ thống các bước để thay thế sự bê bối bằng cách đưa ra những nguyên tắc, quy ước rõ ràng để sắp xếp các đồ vật. Khi đó, căn phòng sẽ trật tự và ngăn nắp hơn rất nhiều lần so với lúc bạn chưa có hệ thống quy ước này. Mục đích của việc đặt mục tiêu là thắng cuộc chơi, nhưng mục đích của việc xây dựng hệ thống chính là để tiếp tục thắng cuộc chơi đó. Vì vậy, cách tối ưu hơn chính là hãy tạo ra một hệ thống các nguyên tắc giúp đảm bảo mục tiêu của bạn luôn được duy trì, chứ không phải là chỉ hoàn thành một lần là xong. Tương tự như việc bạn đặt ra mục tiêu đọc 50 trang sách mỗi ngày, tập thể thao hay thức dậy sớm cũng như thế. Trong vài ngày đầu, bạn có thể rất năng nổ, nhưng sau đó, bạn lại bắt đầu mất đi sự nhất quán và cuối cùng, bạn bỏ cuộc. Cá nhân tôi sẽ xây dựng một hệ thống chồng lớp các thói quen như sau. Mỗi sáng khi dậy vào 5:30, ngồi vào bàn, điều đầu tiên phải làm là tôi sẽ mở cuốn sách ra, đọc 30 trang ngay lập tức. Tôi liên kết việc đọc sách với việc ngồi vào bàn. Khi sắp đói bụng, thay vì đi ăn sáng ngay, thì tôi sẽ cho đầu óc mình ăn kiến thức trước bằng một video ngắn khoảng 10 phút, rồi sau đó mới đến bao tử. Trong cuốn sách Thói quen nguyên tử, có một ví dụ về nhà biên đạo múa rất xuất sắc. Cô ấy có một nghi thức đầu ngày là thức dậy vào lúc 5:30 sáng, thay đồ và bước ra ngoài căn hộ, vẫy một chiếc taxi, đến phòng gym luyện tập trong 2 tiếng. Nghi thức ở đây chính là chiếc taxi. Một khi đã bước lên xe là cô ấy đã hoàn thành nghi thức. Cô không còn cách nào khác là phải đến phòng tập gym để tập luyện. Cô lặp đi lặp lại cho đến khi nó trở thành một danh sách các nếp sinh hoạt thường lệ, trở thành một thứ cô không cần phải nghĩ tới nữa. Vậy, hãy liên hệ ngược lại bản thân bạn. Bạn có phải nghĩ về việc phải đánh răng trước khi đi ngủ không? Bạn có phải nghĩ về việc phải đi học hay đi làm sau khi bước ra khỏi giường không? Chắc chắn là không. Bởi vì đây á chính là hiện tượng chồng lớp các thói quen đã diễn ra suốt bao nhiêu năm chúng ta sinh sống. Hãy dùng lực quán tính các thói quen cũ của bạn để làm mỏ neo, mồi cho các thói quen mới. Ở trường hợp của tôi, khi tôi lặp lại đủ nhiều, thì chỉ cần ngồi vào bàn vào khung giờ đó, tôi sẽ tự động mở cuốn sách ra đọc. Nếu không, tôi sẽ không chịu. Bởi vì giờ, nó đã trở thành nếp sinh hoạt thường ngày của tôi rồi. Chắc bạn đã từng nghe ai đó nói một câu như thế này: hồi trước, tôi còn phải dùng báo thức. Còn bây giờ, ngày nào 5:30, tôi cũng tự thức dậy được. Đó là khi thói quen mới của bạn không còn phụ thuộc quá nhiều vào mỏ neo là chiếc chuông báo thức nữa. Giờ đây, nó đã trở thành một phần tiềm thức của bạn. Dù cho sau này tôi thức dậy ở một nơi khác vào lúc 5:30, không có cái bàn của mình ở đó, tôi vẫn sẽ lôi cuốn sách ra đọc như khi mình đang ở nhà. Đó chính là sức mạnh của sự chồng lớp thói quen. Hãy tạo ra hệ thống chồng lớp cho riêng bạn. Ví dụ như kẹp việc đọc vài trang sách với thời điểm trước khi đi ngủ trưa nè. Kẹp việc thiền định 5 phút mỗi khi stretch thay vì cầm điện thoại lướt Facebook nè. Kẹp việc ngồi lì trong nhà vệ sinh của bạn với việc xem một video nào đó có ích trên YouTube thay vì ngồi bấm điện thoại không, như video này chẳng hạn. Thật sự là có rất nhiều cách tốt để chúng ta có thể tạo nên chồng lớp các thói quen. Hoặc trong trường hợp bạn là một người quá lười và muốn nghiêm khắc hơn, thì câu chuyện sau đây có thể giúp bạn nè. Có một anh chàng tên là Thomas muốn thức dậy vào 5:55 mỗi sáng. Và nếu anh chưa dậy vào lúc đó, sẽ có một dòng Twitter được lên lịch đăng tự động có nội dung như sau: bây giờ là 6:10 và tôi chưa dậy vì tôi lười. Hãy comment bên dưới để nhận được $5 qua PayPal, giới hạn là 5 người nha, trừ trường hợp của báo thức của tôi bị hư. Tôi dám cá với bạn á là anh chàng này sẽ không dám ngủ nhiều khi chuông báo thức reo đâu. Người thắng hay người thua đôi khi đều có một mục tiêu như nhau, nhưng chỉ người thắng mới có một hệ thống tốt để đạt được mục tiêu đó. Điều bạn cần làm là hãy thiết lập ra một hệ thống để đảm bảo mục tiêu luôn được duy trì và biến nó thành nếp sống của bạn. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm video trên góc. Đây là một video rất hữu ích về việc thay đổi căn tính bên trong bạn. Nó sẽ giúp bạn củng cố đáng kể sự kỷ luật của bản thân. Vậy là vừa rồi tôi đã chia sẻ cho bạn khá nhiều cách, nhưng những cách này nó chỉ giúp cho bạn được 50%. 50% còn lại nằm ở sẵn ở bên trong bạn. Và có một lần tôi đọc được một bài thơ, cảm thấy rất là hay. Bài thơ này có tên là "Không gì có thể thay thế được lòng kiên trì". Tài năng không thay thế được. Chẳng có gì lạ khi thấy một người có tài lại không thành công. Tiền bạc không thay thế được. Những kẻ giàu từ trứng nước nhưng lại chết nghèo thì cũng vô số. Thiên tài không thay thế được. Thiên tài không thành đạt thì hầu như ai cũng biết. Học thức không thay thế được.
Trên đời có đầy rẫy những kẻ có học nhưng không được trọng dụng. May mắn cũng không thay thế được, những may mắn thất thường cũng đã lật đổ bao đời vua. Duy chỉ có lòng kiên trì và sự quyết tâm là có sức mạnh vô lượng. Kiên trì đôi khi sẽ gây ra cho bạn sự khó chịu trong tức thời, nhưng một khi bạn đã kiên trì đủ lâu, bạn sẽ thấy được rằng phần thưởng trì hoãn của nó là rất xứng đáng. Đây là lý do tại sao mà chỉ có một số ít người có thể thành công. Họ thành công được bởi vì họ biết rằng sự chán nản, sự khó chịu này của lòng kiên trì chỉ là nhất thời. Một khi họ đã vượt qua nó, một chân trời mới sẽ mở rộng ra. Đức Phật đã từng dạy rằng bạn không thể yêu nếu như bạn không thấu hiểu. Vậy thì bây giờ bạn đã hiểu hơn về lòng kiên trì rồi, hiểu hơn về sức mạnh cộng gộp của nó rồi, và đồng thời bạn cũng đã biết cách làm thế nào để tạo ra nó. Vậy tôi xin chúc cho bạn sẽ có một tình yêu sâu đậm với nó, bởi vì không gì có thể thay thế được lòng kiên trì. Chào bạn, hôm nay Tư Duy Ngược sẽ chia sẻ với bạn 4 nguyên tắc cực kỳ quan trọng để tạo nên một vòng lặp thói quen, bao gồm 4 yếu tố sau đây: tín hiệu, mong muốn, phản hồi và phần thưởng. Chưa hết, bạn còn phải làm cho nó trở nên rõ ràng, hấp dẫn, dễ dàng và thỏa mãn. Lấy một ví dụ đơn giản nhất về một hành vi nào đó như sau để giúp bạn nhớ luôn 4 bước này. Đầu tiên là bạn nhìn và ngửi thấy mùi hamburger. Sau đó, bạn bắt đầu thèm muốn hamburger. Rồi bạn xì tiền ra, mua và chén một quả hamburger. Và phần thưởng cuối cùng là bạn rất happy với nó. Nghe hấp dẫn chưa nào? Giờ, chúng ta hãy cùng đến với bước 1, khiến tín hiệu trở nên rõ ràng. Điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào môi trường của bạn. Bởi vì môi trường là bàn tay vô hình, nhào nặn nên hành vi con người. Mời bạn xem một ví dụ thực tế sau đây để hiểu rõ hơn. Ở Hà Lan, người ta khảo sát được rằng có một số ít hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm được hơn 30% so với hầu hết các căn hộ khác. Dù mọi thứ đều giống nhau về quy mô, giá điện, nhưng chỉ khác đúng duy nhất một thứ, chính là vị trí của đồng hồ điện. Một số nhà đặt đồng hồ điện ở dưới tầng hầm, còn một số khác thì đặt đồng hồ ở ngay lối đi chính. Và cũng chính họ là các hộ tiết kiệm được nhiều điện hơn. Nhờ vào vị trí này mà nó đã giúp họ dễ tra cứu và thay đổi những hành vi lãng phí điện không cần thiết. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể áp dụng mẹo này để tiết kiệm điện cho gia đình mình bằng cách khiến tín hiệu rõ ràng hơn. Cũng chính vì vậy mà tôi luôn đặt những hình mẫu, những người thành công mà tôi đang hướng đến ở trong phòng làm việc của mình. Tôi đặt những biểu ngữ, những châm ngôn ngay trước mặt của mình để nhìn vào đó nó sẽ giúp cho mình củng cố được những tín hiệu mình cần phải làm gì tiếp theo, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. Hãy tưởng tượng là bạn sẽ treo một cái hình của vận động viên hay là một người mẫu nào đó bạn yêu thích phía sau lưng của bạn. Và cứ đến 5 giờ chiều thì người ở trong tấm hình đó sẽ bước ra và khều lấy bạn, nói bạn rằng là hãy đi tập thể dục đi. Nếu bạn muốn thì nhất định sẽ có cách, hãy thử sử dụng cái trí sáng tạo của bạn. Về lâu về dài, chúng ta sẽ trở thành sản phẩm của môi trường mà chúng ta đang sinh sống. Do đó bạn không thể nào duy trì được một thói quen tốt trong một môi trường đầy tiêu cực được. Vì thế bạn có thể tham gia vào những hội cộng đồng, những group để bạn nhận được tín hiệu đều đặn từ đó mỗi ngày, cho đến khi bạn có thể tự chủ động được thói quen của mình. Hoặc là một cách rất hiệu quả nữa đó chính là sử dụng chồng lớp thói quen, giống như video trước tôi đã chia sẻ. Đây là một cách phát ra tín hiệu chủ động cực kỳ mạnh. Bước 2, khiến cho mong muốn trở nên hấp dẫn. Khi chuẩn bị tập thể dục hay chạy bộ, đôi khi tôi sẽ có một chút cảm giác hơi lười. Do đó, tôi có một nghi thức là luôn bật nhạc thật là to để tạo cảm hứng và lắc lư theo nó. Lúc này, việc tập luyện sẽ trở nên hấp dẫn hơn với tôi rất nhiều. Thêm một cách nữa là bạn có thể nghĩ về phần thưởng của thói quen để làm mong muốn này trở nên hấp dẫn hơn. Ví dụ, khi đọc sách, tôi thấy đầu óc mình được mở mang và hiểu biết hơn. Từ đó, nắm bắt được những cơ hội đến với mình tốt hơn. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khi mà đọc được những trang sách mà bản thân mình phải trầm trồ, vò đầu, bứt tóc. Bởi vì những ý tưởng đột phá mà nó mang lại cho mình và cảm giác lần lần khi thấy được chính con người mình bên trong đó. Tư Duy Ngược ra đời cũng chính vì điều này. Tôi luôn hy vọng rằng mỗi chúng ta đều sẽ tìm được đúng câu chuyện và khoảnh khắc của mình thông qua sự tìm tòi, với một điều kiện duy nhất là bạn phải chịu đặt chân xuống đi tìm nó trước đã. Tôi cam đoan là bạn sẽ tìm được. Nên khi nghĩ về lợi ích của phần thưởng này, tôi không dạ gì mà không duy trì thói quen đọc sách của mình. Tương tự như là cảm giác sảng khoái của các hormone thiên thần như là dopamine, endorphin được tiết ra cho não bộ của bạn sau khi tập thể dục cũng là một thứ khiến cho thói quen này trở nên hấp dẫn đối với tôi. Hoặc có thể bạn muốn có sức khỏe tốt hơn nè, thân hình bốc lửa hơn nè. Vậy hãy tìm cách tô vẽ cho ham muốn, làm sao cho nó càng hấp dẫn bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Và tôi xin nhắc lại, để đến bước này thì bạn cần phải có một môi trường để khiến cho hành vi hay thói quen đó rõ ràng như là ở bước 1 cái đã. Rồi sau đó, nó sẽ tự kích hoạt tính hấp dẫn để bạn không thể chối từ. Giờ, ta đến với bước 3, khiến sự phản hồi trở nên dễ dàng. Ở bước này, bạn cần phải tuân thủ quy luật nỗ lực ít nhất. Hãy làm sao để giảm lực cản của bạn đến với thói quen đó nhiều nhất có thể. Một lần nữa, môi trường đóng vai trò rất quan trọng ở đây. Hãy tưởng tượng bạn chợt phát hiện ra mình bỏ quên một món đồ quan trọng trên lầu 3. Dù rằng hơi phiền phức thật,
Nhưng mà thôi, leo lên đó mệt quá nên thôi khỏi cũng được. Và thế là bạn ra đường, bỏ luôn món đồ này ở nhà. Nhưng ở một trường hợp khác, nó nằm ngay tầng trệt. Vậy là bạn chắc chắn sẽ phải quay vào để lấy nó. Lực cản đóng vai trò rất quan trọng ở đây. Lực cản càng lớn, bạn càng dễ từ bỏ. Lực cản của việc chạy bộ sẽ nhỏ hơn đáng kể nếu công viên ở ngay dưới nhà bạn, thay vì bạn phải xách xe chạy ra công viên. Hoặc sẽ như thế nào nếu chiếc máy chạy bộ nằm ngay trong phòng của bạn. Nếu bạn muốn không ăn vặt để giảm cân, hãy cắt sẵn thật nhiều trái cây và rau củ để sẵn bên mình, để khi cần, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận được nó. Hoặc là trong tủ lạnh của bạn bày biện sẵn các loại đồ ăn phục vụ tốt cho mục đích của bạn. Hãy tưởng tượng bạn mở tủ lạnh ra và thấy quá nhiều kem, sô-cô-la, trà sữa. Chắc chắn là bạn sẽ không thể nào vượt qua được các loại lực cản siêu cám dỗ này nếu bạn chỉ mới là một kẻ tập sự. Do đó, việc dùng ý chí để thuần phục thói quen không phải là cách đúng trong dài hạn, mà điều bạn cần làm là dọn sạch toàn bộ lực cản trên đường đi của mình, tạo ra một hệ thống thông thoáng, dễ dàng phản hồi, và bạn sẽ thấy mọi thứ trơn tru hơn rất nhiều. Bước 4. Khiến cho phần thưởng tạo cảm giác thỏa mãn. Trong trường hợp thói quen hay hành vi đó, nó không có tạo ra cho bạn cảm giác thỏa mãn trước mắt, thì ta phải làm sao? Đây là ví dụ hay để bạn tham khảo. Có một cặp vợ chồng nọ có thói quen thường xuyên đi ăn ngoài, nhưng giờ họ muốn tiết kiệm. Do đó, họ quyết định nấu ăn cùng nhau nhiều hơn. Để giảm lực cản của thói quen mới này, họ đã biến đổi sự khó chịu này bằng cách mỗi khi nấu ăn ở nhà, họ sẽ tiết kiệm được $50 và chuyển số tiền này vào tài khoản tiết kiệm mang tên Du lịch châu Âu. Vậy sự khó chịu ban đầu giờ đã trở thành niềm vui đối với họ. Nhờ vào nó mà đến cuối năm họ đã có đủ tiền để đi du lịch. Ở trường hợp này, một khi phần thưởng trì hoãn là chuyến du lịch đã lớn hơn rất là nhiều so với sự khó chịu tức thời của việc nấu ăn tại nhà, thì khi đó sự khó chịu biến mất ngay lập tức. Tất cả sự khó chịu giờ đây đều biến thành cảm giác thỏa mãn. Chính điều này đã giúp họ dễ dàng hình thành một thói quen. Họ đã tư duy ngược để biến bất lợi thành lợi thế để tạo ra một thói quen mới. Bạn có thể xem cơ cấu hoạt động của loại phần thưởng trì hoãn và loại phần thưởng tức thời ở video bên trên để từ đó có kế hoạch hiệu quả hơn. Ví dụ, khi tôi luyện tập chạy bộ, ban đầu tôi thấy mệt mỏi và cực kỳ khó chịu. Nhưng khi hoàn thành, tôi luôn cảm thấy sảng khoái với con người thành công bên trong mình. Đồng thời, nó cũng giúp tôi cải thiện lòng kiên trì của mình. Đối với cá nhân tôi, đó là một phần thưởng trì hoãn cực kỳ hấp dẫn. Bạn có thể xem lại bài thơ "Không gì trên đời này có thể thay thế được lòng kiên trì" ở bên trên này nè. Mỗi lần xem lại, tôi lại có thêm lòng tin để bước tiếp, nên tôi rất là tâm đắc bài thơ này. Sẽ dễ hơn rất nhiều để đến được đầu bên kia của thói quen mới nếu bạn biết cách xóa bỏ được mọi lực cản môi trường và tuân thủ 4 hệ thống nguyên tắc của vòng lặp thói quen. Bước 4 trông rất giống với bước 2, nhưng có một chút khác biệt à nghe. Đó là lúc này bạn thật sự trải nghiệm được phần thưởng đó, chứ nó không chỉ mang tính hấp dẫn tưởng tượng nữa. Vậy đây là 4 nguyên tắc để bạn hình thành một thói quen hay hành vi tốt nào đó. Và bạn cũng cần phải lưu tâm về 4 nguyên tắc đảo ngược để phá bỏ các thói quen xấu. Bạn có thể dừng video này lại trong 10 giây để đọc kỹ hai phần đúc kết quan trọng này. Và bạn có thể xem thêm các video về thói quen bằng cách ấn vào chữ Y góc phải bên trên màn hình. Thói quen không chỉ đi cùng với bạn suốt phần đời còn lại, mà nó sẽ còn được lưu giữ sang nhiều thế hệ á. Một ngày nào đó, trong bữa cơm chiều, cháu chắt của bạn sẽ được nghe kể về phong cách sống, hình mẫu về người bà, người ông của chúng trước đây, là một tấm gương sáng để chúng noi theo. Ngay lúc này, tất cả bắt đầu từ việc sửa đúng lại những lỗi sai trước khi nó trở thành thói quen của bạn. Tu thân là con đường duy nhất dẫn bạn đến một cuộc sống đủ đầy. Một lần nữa, chúc bạn thành công nha.